tàu nó xuống rồi các bạn. Ôi ôi, khu này. Đánh rồi nè, quạt đánh rồi. Em tới nè. Ôi trời, khổ khổ rồi. Cái bên này xe đi muốn không được luôn á. Em bị ngợp luôn các bạn. Quá các bạn ạ. Đốt đống lửa càng to thì xui củi càng đi nhiều. Cho bên gia đồ, giống như cái tui đồ xui gũi cho bà đi hết. Đó, bà đi xe đạp luôn nè, thấy không? Lúc nào cũng mẹ đông bự vậy đó ha. Trời, có quá đông các bạn ha. Dạ, em xin mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo kem ngày hôm nay. Dạ thì ngày hôm nay là ngày 20 tháng giêng âm lịch. Em đã có mặt tại thành phố Bạc Liêu, tại miếu Tiên Sư Cổ Miếu, để cùng cô chú cũng như là mọi người ở khu vực này tham gia một buổi lễ, đó chính là lễ tắm tàu. Trong một năm chỉ diễn ra có một lần. Và đây là một trong những giây phút quan trọng. Hàng ngàn người đang chờ đợi chiếc tàu chúng ta đi ra và đem ra biển để tắm, nhằm đưa đi những cái gì đó không may theo chiếc tàu, theo dòng nước cuốn cho đi hết, để lại những cái gì đó an lành, hạnh phúc, may mắn. Và buổi lễ như thế nào thì em xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành trong video ngày hôm nay nhé. Và cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ tặng cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Giờ này là gần 5 giờ sáng đó cô chú. Thì cô chú nhìn thấy cái không khí ngay chân dòng xuyến em đứng nè, tại thành phố Bạc Liêu luôn, rất là đông phải không ạ? Và đặc biệt là mọi người sẽ đốt nè các bạn, đập nè, rồi phá nữa, rất là nhiều luôn. Như là chúng ta là đốt đi những cái gì đó không may sẽ tan theo mây khói các bạn, sẽ trôi đi hết, biến mất hết, chỉ chừa lại cái gì đó tốt lành thôi. Và bên sau thì cũng có rất là nhiều các cô chú cũng như là đoàn xe phượt ở bên sau. Rồi, em xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng lội bộ đi ra biển nha. Em xin mời. Kêu bông dứa mà chút xíu nghe là cái hết hồn. Ôi nó ơi, hoài gì? Tao ơi,
Mình chuẩn bị đưa chiếc tàu này đi tống các bạn đi ra ngoài biển á. Hôm nay có một cái điều khác hơn mọi năm, đó chính là mấy ông về còn nhiều quá các bạn. Xin mời cô chú cùng theo dõi nha. Cho biết không đốt đi rồi. Cho đốt đốt đi. Mọi người đang chỉnh lễ các bạn. Trước khi chiếc tàu đem ra thả tháo ngoài biển thì mọi người đang chỉnh lễ. Tàu đang được đem ra các bạn. Ở bên ngoài hàng ngàn người đang chờ đợi các bạn. Muối quá, muối. Ôi chứ tao được. Quá đông rồi các bạn. Đây là cảnh các cô chú cũng như là mọi người trên tay cầm một nén nhang này.
Thông thường thì em năm rồi em tham gia đó các bạn, thì có một người chở em chạy ra tới ngoài biển luôn để cùng với đoàn thả xuống sông á. Có một cái ghe đợi bên ngoài nữa, khi chiếc tàu mọi người tống ôn này nè, để lên một cái ghe biển rồi bắt đầu sẽ đưa ra ngoài biển khơi, tống đi những cái gì đó xui gũi cho theo dòng nước cho đi hết. Nhưng mà hôm nay thì em sẽ không đi bằng xe nữa, em sẽ đi bộ để có thể ghi hình trọn vẹn cho tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng xem cảnh mọi người náo nức chờ đợi từ lúc 1 giờ khuya cho đến 4 giờ sáng giờ này. Và cái tuyến đường phía trước đó cô chú có một cái đường quẹo ngang, là trên tuyến đường đó các cô chú cũng như là mọi người tiểu thương đó, người ta sẽ đốt bằng những cái mẻ khói, những cái mẻ lửa muối rất là nhiều luôn, nhằm đi tống đi những cái gì đó không may từ ở trong nhà ra hết, cuốn theo chiếc tàu. Và đặc biệt khi đến nhà của các cô chú buôn bán tiểu thương đó các bạn, thì mọi người sẽ để những cái vật phẩm lên như là muối, gạo nè, rồi nhang nè, cúng nè, cầu nguyện cho gia đạo mình bình an sức khỏe. Dạ, tại thành phố Bạc Liêu này trước khi buổi lễ diễn ra thì cũng như là có những cái đoàn phượt á, mọi người đua xe làm ghê gớm đó các bạn. Tí nữa em sẽ ghi vào video cho bà con xem nha. Hình như là lực lượng công an ở đây không có được nghiêm khắc các bạn, rất là lỏng lẻo luôn. Năm nay thì em thấy có một cái điều đặc biệt hơn đó, mọi người cứ liên tục đốt pháo vậy đó các bạn, làm cho mình hết hồn hoài luôn á. Trước khi buổi lễ diễn ra thì đốt rất là nhiều pháo, rồi đua xe nữa, rồi reo hò ôi la lối ôm sùm trên đường phố luôn đó. Pháo đó lớn rồi các bạn, pháo đó là ngăn cấm không được đốt nha, nhưng mà tại mọi người lén lén đốt thôi. Năm nay buổi lễ của chúng ta thì có rất là nhiều cô chú cũng như là mọi người có phần căng đó các bạn, lên nhiều hơi nhiều hơn năm rồi chỉ có 2 người thôi, một người dẫn tàu và một người mặc đồng phục. Còn năm nay thì em thấy tới 4 người có ủng hộ nữa, xa xa là chiếc tàu đó các bạn ha. Quá đông các bạn ha. Có cái điều đặc biệt đó chính là các cô chú sẽ cầm trên tay những cái cây hương. Xa lắm đó các bạn, mấy cái số luôn á. Nhưng mà lần này chúng ta sẽ đi bộ, đi bộ sẽ ghi hình trọn vẹn hơn cho bà con cô bác xem. Tới dòng chứng phía trước đó, cô chú quẹo mấy tay trái là sẽ đến một cái khu phố mà mọi người sẽ buôn bán khu vực đó để đốt những cái mẻ lửa rất là đặc biệt ở khu vực đó luôn. Tới một cái dòng xuyến này nè, quá đông rồi đây nè. Rồi chụp lại đi. Dạ. Có anh lực lượng bảo vệ cũng như là công an cũng đã đi theo nè các bạn. Bên đi theo điều hành thôi. Các cô chú có bằng căng đó, người ta sẽ dẫn đoàn đi trước các bạn, đi xa lắm luôn á. Đây là chiếc xe vận chuyển chiếc tàu nè, trên đó có con quân sĩ nữa. Đến khu vực này gọi là cô chú đi thật là xa luôn đó, khoảng gần một cây số luôn. Tí nữa trên tuyến đường này thì nơi các cô chú buôn bán đó, người ta sẽ đốt những cái mẻ lửa rất là đặc biệt luôn, hết nguyên khu phố rồi luôn cô chú. Năm nay thì những người dẫn đoàn á, dẫn đầu là đi bộ, em thấy tới 4-5 người đó các bạn, bình thường thì chỉ có 2 người à.
năm nào cũng tống chiếc tàu như thế này. Ôi, đi ngang khu chợ rồi các bạn. Hôm nay đông quá. Chợ nông sản thực phẩm ở thành phố Bạc Liêu đây. Đây, chiếc tàu đi đến đâu thì các cô chú để muối, gạo, những cái vật phẩm nha. Thị cúng đó các bạn, theo chiếc tàu á. Có thể bịt móp lên luôn hả cô? Dạ. Cho bịt bầu lên luôn hả? Cho bịt bầu nè. Rồi đi luôn rồi, đi luôn rồi. Đi luôn rồi. Cho bầu luôn bạn. Cho muối còn cho bầu nữa. Muối nhang. Chỗ cổng ở dưới chặn đầu đó nha, mấy tụi bay. Chỗ cổng chặn đầu ở dưới đó. Đi đến đâu cũng được à, cô à, bác ở khu vực này cũng như là đặc biệt các cô chú tiểu thương các bạn rất là hưởng ứng luôn. Người ta thấy muối gạo nè, những cái vật phẩm giá trị đó để lên chiếc tàu, mọi người chuyên dùng lên, cái nào xài được thì mình xài, còn không thì mình sẽ tống đi các bạn, giống như những xui gũi của mọi người sẽ giao thì dòng nước cho đi hết. Theo đầu đốt nè. Rồi đến khu này bắt đầu các cô chú đốt nhiều dữ rồi nè. Cái khu này bà con đốt càng nhiều các bạn. Quăng ra đường không ạ ha, quá dữ rồi. Quá ha, đốt quá rồi.
quá đốt rồi. Thôi đấy, khu phố này là bà con đốt càng lúc càng nhiều hơn nữa cô chú. Ôi ơi nè, quá rồi, quá qua wow, tại khu này càng dữ hơn nữa các bạn. Qua wow, đến khu vực này bà con cô bác đốt đống bự bự không các bạn. Lúc hồi nãy chúng ta nhìn thấy đống nhỏ là đây là đống to không nè. Khói bít đường luôn các bạn. Thôi đến khu vực này đã đỡ hơn rồi nè các bạn. Khúc nặng ngập quá. Đây ha, chiếc thuyền của chúng ta lần đến nè các bạn. Những cái vật phẩm này sẽ đưa lên trên nè. Cái này mình cúng nè con hả? Cái này mình cúng hả? À. Mình đốt cái mẻ như thế này là ý nghĩa như thế nào con hả? Ý nghĩa là mình cho. Ý nghĩa cũng như là đầu năm cúng bị cho bên gia đồ, giống như cái xui đồ. Xui gỗ cho ba đi hết. Cúng theo cái chiếc tàu này cho ra biển ha. À. Cho dân chúng rồi bình an. Dạ, vậy nên bà con cô bác là những ngày này thì mọi người sẽ đốt mình cái mẻ lửa. Yeah. Đốt càng to là cũng như là tống đi càng nhiều ha. Rồi, cảm ơn cô rất là nhiều. Tàu tới kìa. Con có đưa gì lên không? Có chạm xuống dạo. Vậy thế hả? Đây những cái vật phẩm này các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đưa lên xe ha. Đó. Muối gạo thì các anh sẽ dục xuống các bạn ha, dục xuống dưới. Quá lửa rồi. Qua wow, đến khu này còn dữ hơn nữa nè các bạn, hai bên này xe đi muốn không được luôn á, em bị ngợp luôn các bạn. Quá các bạn ha, đốt đống lửa càng to thì xui gũi càng đi nhiều. Em đi theo mấy anh mà ra nước mắt luôn rồi đó. Đến khu này dữ lắm rồi nè. Wow, đi càng sâu vào trong thì bà con đốt càng nhiều các bạn. Ngập quá các bạn ơi. Thở không nổi luôn rồi. Quá trời. Hello. Thôi, xin chào. Khu này bà con đốt nhiều không bạn ha, đóng lửa to to không à? Mình đốt lửa như vậy là ý nghĩa là như thế nào anh? Là cũng như mình tống đi những cái xui gũi đem đi ha. À, đằng đầu thì em thấy là đóng hơi nhỏ, lại đây thì bà con hưởng ứng đóng to hơn. Đúng rồi, cũng đặt mua máy đóng bự nữa kìa. Vậy đó ha. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Wow, đến khu vực này còn dữ hơn nữa nè bạn. Dạ. Đây đến khu vực chợ rau củ các bạn. Đến khu này thì bà con cô bác đốt càng nhiều hơn nữa ha. Thôi chào ông, thôi chào anh. Ôi ôi, hai bên luôn các bạn ha.
top cô này luôn nè. Mấy ngày nay thì ở Cần Thơ đó các bạn, cháy một cái xưởng ô tô rất là lớn ở Cần Thơ. Còn ở Bạc Liêu của chúng ta thì mọi người hưởng ứng tống tàu với ý nghĩa đốt như thế này. Wow. Con đi đường này được không ông? Hay là con đi theo chiếc tàu? Dạ, con cảm ơn ông. Đến khu vực chợ cá các bạn. Thế này thì bà con cô bác ít đốt hơn, nhưng mà bị full người. Khu này bị đông quá. Đây là khu vực chợ cá rồi bạn ha. Thì vô đây thì bà con cô bác ít đốt hơn. Tuy nhiên vào khu vực này bị chặt hẹp đó các bạn, chỉ đủ chứ cái xe chạy qua thôi. Đến khu vực chợ cá luôn rồi nè. Bữa nay đi quay cho bà con xem cảnh chợ ở thành phố Bạc Liêu luôn. Nãy giờ cô chú đi qua rất là nhiều tuyến đường rồi phải không ạ? Nãy giờ mấy cây số rồi đó. Cô chú có thể nhìn thấy bà con ở đây hưởng ứng vào buổi lễ này rất là đặc biệt luôn. Có một số bà con đi theo, có một số bà con hưởng ứng tại nhà đốt những cái mẻ lửa, đưa những cái vật phẩm lên trên tàu. Nhìn thấy rất là đặc biệt các bạn ha. Một năm chỉ có một lần thôi, diễn ra vào ngày 17, 18 và ngày 19. Giao nhau với ngày 19 và ngày 20 thì mọi người sẽ tống tàu như thế này. Gần đến cửa biển rồi đó các bạn. Tí nữa mọi người sẽ đem chiếc tàu này để lên trên một cái tàu kéo ra ngoài biển á, tống đi những cái gì xui rủi, những cái vật phẩm giá trị thì mọi người sẽ đem lại ngoài ha, cháy là lấy lại. Bà con cô bác đi theo như thế này nè, một tí nữa mà khi tàu được đưa xuống dưới biển rồi thì mọi người sẽ cũng trở về hết chứ không có đi theo tàu các bạn. Chứ không theo ra ngoài biển nữa, tại vì từ cái bến nó ra ngoài biển cũng xa lắm, mấy cây số luôn. Ồ. Càng lúc càng dữ hơn. Đúng rồi, chỉ có Bạc Liêu mới có thôi. Em thích cái nhà mấy anh đi trên xe mà còn cầm bó nhang này nè. Rồi, xin chào anh. Dạ. Anh ở đâu? Em ở Cần Thơ. Dạ. Anh có vợ chưa? Có rồi. Dạ. À, có em bốn giờ chồng bốn. Dạ dạ. Có sách vậy, có thêm sách vậy. Dạ em đây đó Cần Thơ. Đây đó Cần Thơ. Đây đó về tham gia. Rồi rồi. Bữa nay là quay hết tất cả cái tuyến đường ở đây cho khu vực cho bà con cô bác mình xem ở thành phố Bạc Liêu như thế nào nha. Chắc này là để coi mấy giờ ta. Dạ chắc này là 5 giờ 29 phút rồi cô chú. Ngày 20. Rồi, xin chào. Ờ, xin chào con. Ồ, chào con nha. Chúng ta gần đi đến được các cô chú cũng như là mọi người có hoàn cảnh người ta dẫn đoàn các bạn, dẫn đoàn phía trước đó, nãy giờ bỏ quá xa rồi. Đi theo một hồi mới kịp nè. Chỉ có Bạc Liêu mới có buổi lễ này thôi nha cô chú. Một năm chỉ có một lần thôi. Phải không bà ha? Một năm chỉ có một lần thôi. Dạ, bà cũng đi chung luôn đó bà. Bà đi ra ngoài đó là nhìn chiếc tàu tống dưới sông nha. Rồi bắt đầu quay về. Năm nào cũng đi hết. Dạ. Chú ở đâu? Con ở Cần Thơ. À, Cần Thơ rồi, đây đây, đi theo. Dạ. Rồi con đi trước nha bà. Rồi, rồi. Dạ, dạ. Đó, bà đi xe đạp luôn nè, thấy không? Xe đạp hưởng ứng luôn nè, thấy không? Đừng nói em loại bộ đâu bạn ha. Đó. Ở đây bà con cô bác đem những cái bịch gạo lên trên là nhìn thấy dễ thương quá. Dạ. Mình đốt những cái mẻ lửa này ý nghĩa là như thế nào bà? Cho xui xẻo đi qua. Ây da, nóng quá. Cho xui xẻo đi qua hết. À. Đừng có xui xẻo ở tỉnh mình. Có nghĩa là những cái gì đó may mắn sẽ ở lại. Cái xui xẻo sẽ đem theo chiếc tàu bay cho đi hết. Nào xui đưa đi hết. Dạ dạ. Đông quá khổ hổ ở tỉnh này làm ăn hết tạm rồi chứ hay khổ quá rồi. Dạ khổ quá. Dạ.
Thôi đến khu vực này bà con cô bác đốt lửa nhiều quá nè. Gần đến cửa biển rồi đó các bạn. Chiếc xe của mình nãy giờ là chở nãy giờ là muốn gần nửa xe đó các bạn. Tại vì em thấy nãy giờ đi đến đâu bà con cô bác cũng đem gạo nè, muối nè, những cái vật phẩm có giá trị thể lên trên xe đó, nhằm tống đi những cái gì đó xui rủi trong nhà mình. Cầu may là chiếc tàu sẽ đem đi hết những cái gì đó không may cho ra biển cả, để lại những cái gì đó may mắn cho một năm sung túc, an lành, hạnh phúc. Đầy bao rồi ha. Gần tới cửa nha, gần tới cửa biển cho anh. Em lội theo thì nó hăng lắm mà, hồi em lội về em biết em xem về nè. Cái cầu này đẹp quá. Quá đông rồi các bạn ơi. Quá rồi, chỗ này bị đông cục đây. Cái gì đây? Wow. Thì đến cô này khỏe quá bạn. Không biết dẫn đi đâu luôn á. Gần ra cửa biển rồi các bạn, mát quá. Quá đông các bạn ha, càng lúc càng đông luôn á. Em chạy theo mà chạy không kịp luôn các bạn. Mọi người đi đông ghê, nhanh ghê luôn á. Giống như là các cô chú mà bình thường á, là người phàm các bạn, là người ta thì không đi nhanh như thế này đâu. Thì khi có một cái phần cần nào đó nhập vào thì đi không có biết mệt các bạn. Nãy giờ em đi là khoảng cỡ 3 cây số rồi đó, rất là đuối luôn á. Mà mọi người đi chẳng đi bộ như thế này các bạn ha, dẫn đoàn mà. Cô thì năm nào cũng tham gia dẫn đoàn như thế này. Năm nay trở lại cũng rất là may mắn được gặp cô. Quá đông rồi, cô dẫn theo hàng ngàn người luôn đó các bạn. Không biết sao là hàng ngàn người luôn á. Năm nay đông ghê luôn á. Gần 6 giờ sáng rồi đó các bạn, 5:40 rồi. Thank you.
Quá đông các bạn ha. Đó chỉ là một phần phía sau thôi đó, còn phía trước mình dài 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 ngoài bãi rồi mọi người đang đợi trước nữa. Gần đến này các bạn, tí nữa là đến đến cái đường đi xuống bến tàu rồi. Wow, đến rồi nè, quạt đến rồi. Rồi đi theo các bạn ha. Đến rồi các bạn ơi. Ở đây ngoài này có một cái miếu các bạn. Ngoài này có một cái miếu. Sát vô đi. Đã sát. Quá xa rồi. Tiền đấy là quá. Tàu đi xuống rồi các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ủa cái ghe sao mà gãy cái mũi rồi? Gãy nãy giờ rồi, vừa bước xuống là gãy. Mình bước xuống gãy hả? Đây chạy ra tới cái nơi tống sao kìa. Rồi. Bỏ mũi luôn rồi. Cái ghe khổ hết sức, cái ghe khổ được chứ. Không có đâu, đưa ông đi bên đi rồi. Chị nói cho chú sửa mua cái khá rồi. Mua chiếc tàu quá. Chị mày coi chiếc tàu gãy không kìa. Đây rồi. Về rồi. Có tay lên đường em ơi. Chạy cho nó xa không chị? Xa, ổ cò. Rồi, rồi thành công rồi, chạy bán. Có chút chương trình. Hẹn gặp lại năm sau. Năm nào cũng tin hết. Nghèo quá bạn ha. Ở khu vực này bà con cô bác mướn chiếc ghe mà bị gãy cái mũi buồn quá. Một rồi. Dạ. À, hy vọng là miếu mình năm sau được ông phù hộ để thêm một chiếc ghe thật là hoành tráng các bạn. Để đưa ngon lành hơn các bạn ha. Năm nay thì nói chung bà con gì cũng tạm ổn rồi. Rồi thì chuyến hành trình đưa chiếc tàu ra biển khơi cũng đã thành công. Em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị cô bác trong clip kế tiếp. Em cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành ủng hộ và xem hết video của em. Xin chào, hẹn gặp lại. Cô chú anh chị và các bạn xem video nhớ tặng cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực ra nhiều video hay và hấp dẫn hơn. Chúc cô chú anh chị và các bạn xem video vui vẻ nha.